chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời quý vị gặp gỡ một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta tại San Diego. Đó là chị Phương Anh Nguyễn. Chào chị Phương Anh. Chào Phương Anh. Xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Ngày hôm nay Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị một tổ chức thiện nguyện vừa mới được thành lập, do sự thành lập của chị Phương Anh, một khuôn mặt rất là quen thuộc và có một trái tim rất là bác ái. Đó là công ty tên là Fortitude Educational Foundation. Thì Vân Anh xin mời chị có thể nói chi tiết về cái hội thiện nguyện của chúng ta. Vân Anh thấy là cái chữ education chắc là nghiêng về giáo dục phải không chị Phương Anh? Dạ thưa phải. Dạ thưa quý khán thính giả cũng như thưa Vân Anh, là trong mấy năm làm thiện nguyện thì phần đông là mình đi về Việt Nam là mình đem quà về mình phát. Thì khi mà đi tới mấy trại cùi ở Di Linh thì mới thấy là mấy em nhỏ được dạy học nhưng mà không có cái điều kiện, nhưng mà có computer, có, nhưng mà mình thì là mình là tin tưởng là khi mà mình có cái sổ học vấn thì chị, giúp cho các em nó sẽ tiến thân hơn, thành ra cái học vấn nó giúp lâu dài hơn. Thì từ đó mới nảy ra cái ước muốn là giúp đỡ cho những em thiếu điều kiện ở trên toàn thế giới chứ không riêng Việt Nam nữa, và ngay cả ở nước Mỹ này, để làm sao cho cái về vấn đề học vấn của các em được tiến mạnh hơn, giúp cho các em có một cái sự hiểu biết, thì như vậy các em mới trở thành những người mà có thể giúp đỡ cho xã hội. Và từ đó trở đi thì chị đã ấp ủ và cho ra đời hội thiện nguyện charity với những công tác bác ái tên là Fortitude Educational Foundation. Chị có thể cho quý vị khán giả biết là chị đã ấp ủ để thành lập cái hội thiện nguyện này từ bao lâu và đã hình thành và ra đời từ lúc nào, cũng như là cái mission, cái mục đích của hội thưa chị? Dạ thưa quý khán thính giả cũng như thưa Vân Anh, thì cái công tác thiện nguyện của gia đình với là của riêng Phương Anh đó là đã làm cũng được mười mấy năm nay. Rất là nhiều lâu rồi. Nhưng mà bắt đầu từ 4 năm trở lại thì bắt đầu chuyển hướng hẳn và là muốn lo về mặt giáo dục. Thì bắt đầu từ 3 năm trước là bắt đầu đem computer về cho các trại cùi để các em được học hỏi. Tại thật tình bây giờ trong cái xã hội này, nếu mình không có computer hay mình không có tiếng Mỹ, mình rất khó tiến thân. Thành ra đem những computer về cho các em tập, và cũng như là đưa những cái chương trình mà học tiếng Anh để cho các sơ ở đó hay là những người thiện nguyện viên ở đó dạy cho các em. Và đồng thời cũng nhìn thấy ở bên Mỹ này cũng vậy, có những nơi giống như là homeless, hội rất muốn đem những cái chương trình giáo dục tới cho những em đó. Và đồng thời là trong lúc mà mình đưa cho các em cũng như cha mẹ các em những niềm vui, thì mình muốn là cho cái đầu óc của các em cũng được phát triển hơn. Dạ vâng. Và cái đó là lý do chị thành lập hội phải không chị? Và cái đó là cái mục đích. Và những cái sinh hoạt thường xuyên của hội là như thế nào, và trong những ngày tháng vừa qua thì chị đã làm những công tác bác ái như thế nào thưa chị? Thì hội có ba vấn đề mà hội muốn làm. Thứ nhất là cho scholarship cho các em học sinh vừa bên Việt Nam cũng như bên Mỹ này, thì chút nữa sẽ nói thêm về scholarship. Cái thứ hai là muốn làm những cái tất cả những cái gì mà có thể giúp cho về education, về học vấn cho trên toàn thế giới, mà bây giờ hiện giờ thì vẫn còn là chỉ trong nước Việt Nam thôi. Đó là cái đó gọi là international help, là cho bên ngoài. Và đồng thời cùng kế bên đó là vì chúng ta ở nước Mỹ, chúng ta có được những cái ân huệ của nước Mỹ, và chúng ta cũng muốn có một cái gì để give back to communities, để rõ lòng cái biết ơn. Thì cũng có những cái hoạt động là community service ở bên Mỹ này. Nhưng mà trong tất cả những hoạt động của hội thì hội có cái hoài bão đó là để giúp cho các em, không phải chỉ người lớn mình làm không, mà giúp cho cái giới trẻ nó có một cái môi trường để nó làm từ để các giới trẻ làm từ thiện, các em làm từ thiện, đồng thời các em tập dần cái leadership. Thành ra khi làm tất cả những gì vẫn muốn là các em là những người lead của những cái project đó. Wow. Thì trong năm vừa qua, với lại trong năm vừa qua khi mà hội mới thành lập, một mục đích nữa hội thành lập là tại vì có rất nhiều muốn donate tiền để cho hội làm việc thiện, thì muốn để được tax deductible mình phải có một cái hội từ thiện. Và thêm nữa là khi mà về Việt Nam gặp được cái trường Hướng Dương, mà chắc tất cả quý vị cũng biết nhiều về trường Hướng Dương, là có thầy giáo Nguyễn Thế Vinh á, thì thấy là hội có thể giúp được, nếu mình lập một cái hội mình có thể giúp được cho cái công việc là đào tạo các em
tàn tật và mồ côi để có cơ hội để tiến thân hơn. Dạ vâng. Và đó là cái lý do chị đã hội chúng ta ra đời. Ở trong thời gian vừa qua thì chúng ta có những cái sinh hoạt và công tác nào mà trực tiếp ở San Diego không chị? Ở San Diego giống như năm ngoái, cái này là một cái tập quán mà đã làm từ mấy năm nay, thì cứ mùa Thanksgiving thì chúng ta hợp lại với các con em, đem quà đem tới để tặng có những người firefighters, những người lính chữa lửa, với lý do là những người đó trong lúc chúng ta họp mặt lại trong Thanksgiving với gia đình, họ phải ở xa gia đình để sẵn sàng để mà giúp đỡ chúng ta. Thì các quý vị cũng thấy là trong mấy năm vừa rồi mà lúc mà San Diego cháy đó, thì những người firefighters đó đúng là những người hero, những người anh hùng. Yeah. Thành ra chúng mình hợp lại, mình đi tới, mình 8 station ở San Diego để mình đem thức ăn cho họ. Cảm ơn chị Phương Anh. Thưa quý vị, Vân Anh cũng là một trong những người tham dự trong cái chương trình đó. Và lần đầu tiên Vân Anh thấy một cái Thanksgiving ở Hoa Kỳ mà Vân Anh đã cư ngụ tại Hoa Kỳ 27 năm là một cái Thanksgiving có ý nghĩa nhất. Cảm ơn chị Phương Anh đã tổ chức cái chương trình đó và mong rằng chương trình này s�ẽ được tiếp tục hàng năm, phải không chị Phương Anh? Dạ, cái đó là một cái chương trình mà hội sẽ làm hàng năm. Dạ, đồng thời cứ về dịp San Diego, dịp Christmas đó, thì hội sẽ hợp chung với lại những cơ sở, cơ quan Mỹ và có những cái chương trình giống như là Christmas party cho những mấy em mà với lại gia đình mà foster care parents, với foster kids, hoặc là những em mà con của những gia đình nghèo, thì họ có một cái party rất lớn ở dưới San Diego cho mấy em đó tặng quà, thì hội sẽ hỗ trợ, cũng như là một cái Christmas party cho những người veterans. Và kỳ này thì hội rất mong với lại những người, tại kỳ trước đi làm cái đó thấy những người veterans Việt Nam không có nhiều, thì kỳ này hội muốn là làm sao để mời tất cả những veterans Việt Nam cũng như Mỹ để tới cái buổi tiệc đó. Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh đó thì Vân Anh được biết là sắp tới đây hội cũng có một cái chương trình rất là đặc biệt mà Vân Anh tin chắc là ai nghe qua cũng muốn đến giúp một tay. Chị có thể chia sẻ về chương trình cái đó. Chương trình này là cái chương trình nó gọi là Fight Against Hunger, là mình làm food packaging, mình có một cái nguyên cái assembly để mình package cái food trong cái mỗi cái bọc đồ ăn, là có vừa có gạo vừa có vitamins đầy đủ, và mỗi một bọc đó có thể nuôi sống được một người trong vòng 6 ngày. Thì kỳ này hội sẽ package 20.000 gói gạo đó, và cái chương trình này nó vừa là cho international vừa cho local, tại vì 1/3 để lại local cho những người nghèo ở nước Mỹ, và 2/3 thì đưa ra những nước nghèo như là Haiti hay Sudan này kia. Và trong dịp này là hội đang cố gắng để đem một ít về, một phần về cho những em bé Việt Nam ở Việt Nam. Và thưa quý vị, Vân Anh thấy là chỉ mới thông báo trong một thời gian ngắn thôi mà hội thiện nguyện Fortitude Educational Foundation của chị Phương Anh đã đón nhận sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của các vị thân hữu cũng như là đồng hương tại San Diego. Chị có thể nói chi tiết về chương trình nào và ngày giờ địa điểm cũng như là tới ngày hôm nay thì chị cần sự giúp đỡ như thế nào thưa chị? Dạ thưa, cái chương trình đó là hội phải có cái funding budget là cần phải có 5.550 đồng để mua gạo và để package để gửi đi. Thì khi mới đưa lên có 2 tuần và cần phải có tới 90 người volunteer mới đưa lên 2 tuần, thì hiện thời hội đã được quý bạn hữu và tất cả mọi người đóng góp được là 4.750. Và chỉ còn thiếu có 750 đồng nữa là đủ cái budget, và 90 người volunteer thì bây giờ đã đầy đủ hết 90 người. Và cũng có nhiều người muốn trong wait list. Vâng, điều đó để nói rằng chị Phương Anh đã đem được cái niềm tin đến cho những người bạn hữu mà cùng làm việc thiện nguyện charity của chị trong suốt thời gian vừa qua. Chị ơi, bây giờ mình nói chi tiết về cái scholarship sắp tới là khi nào thì chị nhận đơn cho của các em, và cái chương trình scholarship này với cái funding là bao nhiêu, và chỉ dành cho cộng đồng Việt Nam hay là cho đủ mọi người thưa chị? Xin lỗi chị Văn Anh, hôm nãy chị hỏi mà quên nói là cái buổi mà Fight Against Hunger đó là sẽ tổ chức mượn sân của chùa Vạn Hạnh và sẽ tổ chức ngày tháng 5, ngày 13 tháng 5 từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Vâng, thưa quý vị, chùa Vạn Hạnh, quý vị biết tại sao không? Tại vì chị Phương Anh cũng là một trong những huynh trưởng của gia đình Phật tử chùa Vạn Hạnh trong rất là nhiều năm tháng vừa qua. Trở lại với chương trình scholarship của chúng ta thưa chị. Dạ thưa, cái chương trình scholarship này là kỳ này là hội sẽ tặng 10.000 đồng scholarship, trong đó là 4
4 scholarship là 2.000 đồng và 4 scholarship là mỗi scholarship là 1.500 chứ, 1.500 và còn lại 4 cái scholarship kia là mỗi cái là 1.000 đồng. Và cái này scholarship này không có là phải là need based. Lý do là tại need based mình phải xét với cái financial của cha mẹ thì hội không có muốn đụng vô financial của cha mẹ. Với lại cái thứ hai nữa là hội suy nghĩ của hội đó là nếu một học sinh cho giàu nghèo hay giàu mà nếu mà ráng học giỏi và đồng thời làm thiện nguyện nhiều, thành ra thì em học sinh nó ráng được có scholarship không cần biết là cha mẹ giàu hay nghèo. Thành ra hội sẽ dựa rất nhiều trên cái học vấn và rất nhiều trên cái khả năng làm, cái ý muốn làm từ thiện của các em. Và chúng ta bắt đầu nhận đơn vào ngày 17 tháng 4, có nghĩa thứ hai tuần tới là bắt đầu nhận đơn. 17 tháng 4 cho đến ngày nào hết hạn chị? Cho đến 17 tháng 4 cho đến cuối tháng 6. Dạ vâng. Và lứa tuổi có giới hạn không chị? Scholarship này chỉ cho những em senior ở high school để cho các em dùng tiền đó để đi học. Vâng, thưa quý vị, rất là hay. Một yếu tố Vân Anh thấy rất là hay là thường thường những cái scholarship chúng ta thấy là hay tặng cho những em mà có cái vấn đề tài chính, phải không? Bố mẹ gặp khó khăn về vấn đề tài chính, nhưng mà hội của chị Phương Anh là hội Fortitude Educational Foundation thì đưa ra một cái yếu tố Vân Anh rất là thích, tức là các em, sự cố gắng của các em được hưởng cái sự cố gắng đó, chứ không phải là vì bố mẹ có cái yếu tố financial của bố mẹ trong đó. Cho nên mời các em bắt đầu gửi thư, gửi đơn đến cho hội bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 sắp tới ha các em ha, cho các em senior high school. Dạ. Thì hội có một cái website tên là www.fortitudeef.org. Thì khi vô website đó thì có cái trang mà project. Khi vô project có chữ, có cái scholarship thì lúc đó các em có cái link để các em click lên để các em in cái đơn ra, và trong đó sẽ có những cho biết rõ là các em cần phải làm gì để nộp đơn. Và một cái vui của hội đó là hội đã mời được là thầy Quyên Di, là nhà văn cũng như là giáo sư của trường UCLA, mời được MC Nguyễn Diễm, MC Lê Tạo của San Diego mình, và thầy Nguyễn Thế Vinh là chủ trường, hiệu trưởng của trường Hướng Dương, mà trường cho mấy em tàn tật, mấy em mồ côi. Rất là hay thưa quý vị. Dạ, thưa quý khán thính giả, làm từ thiện thì rất nhiều muốn làm người làm từ thiện, mà khi mình làm thì mình không thể bước đi một mình được. Thì chúng tôi chỉ hy vọng là nếu mà các quý khán thính giả tin tưởng ở những cái mission của hội, những cái mục đích của hội, chứ không có nói là với người, của người nào mà là của hội, thì mong rằng quý khán thính giả cùng chung tay với chúng tôi đi trên cái bước đường nó rất là lâu dài, nhưng mà cái bước đường này nó rất là rewarding, nó làm cho mình cảm thấy rất là ấm cúng trong lòng vì mình đã làm được một chút gì đó cho xã hội và nhất là cho cái thế hệ trẻ của mình. Xin chúc cho hội Fortitude Educational Foundation sẽ rất là thành công trong những ngày tháng vừa sắp tới. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và mời quý vị vào thăm trang nhà của hội để quý vị biết thêm những cái sinh hoạt của hội, cũng như là góp một bàn tay với chị Phương Anh cũng như là các anh chị em trong ban đại diện của hội. Phải không chị Phương Anh? Cảm ơn chị Phương Anh cũng như là quý vị khán thính giả rất là nhiều. Và xin thân ái chào tạm biệt. Xin kính chào quý khán thính giả đài VNTV. Chào Vân Anh.